nay đi nhậu mày. Ủa hôm qua hôm nay sinh nhật vợ mày sao? Không ở nhà với nó cầm rạp thì sao? Mày đừng nhắc tới con cóc ghẻ nhà tao nữa. Nghe nói tao muốn giỡn ra gà. Sao kỳ vậy? Con vợ của tao á, nó hôi lắm. Mà tối ngày bắt tao trả bài không mà. Biết là tao muốn chết luôn vậy. À ok. Vậy vậy ra trước đi. Khoan, mà lỡ nó có gọi cho mày á thì mày nói là tao bận đi công tác đột xuất nghe không? Rồi ok luôn. Ok. Sao em? Em buồn quá chị ơi, dạo gần đây chồng em cứ đi làm tăng ca liên tục, đi sớm về khuya hoài à. Bỏ em ở nhà một mình, em buồn quá à. Biết đâu ảnh đi kiếm tiền để lo cho em thì sao? Phải đó chị, em nghĩ là từ khi em sinh con xong á, cái chỗ đó của em bị viêm ngứa, rồi hôi nữa. Nên là ảnh mới kiếm cớ á chị. Hôm trước em nói với chị á là em bị viêm nhiễm, chị biết ngay là em chưa điều trị được mà. Đây, sẵn tiền chị mang cho em một cái bộ dung dịch với lại xịt khử mùi này nè. Cái dung dịch này á là được tạo bọt sẵn nên rất tiện lợi luôn. Bơm một lần ra thôi là mình có thể sử dụng được rồi. Rất là nhanh luôn. Cực kỳ hiệu quả, rửa một lần thôi á là mình giảm ngứa luôn rồi. Và từ 5 đến 7 ngày á đẩy tất cả những huyết trắng khí hư ra giúp mình và kháng viêm kháng khuẩn luôn. Đặc biệt hơn nữa là cái chai xịt khử mùi này. Xịt một lần duy nhất thôi á, lưu hương 24 giờ khử hết tất cả những mùi hôi, mùi khí hư, mùi huyết trắng này kia của mình ra luôn. Và đặc biệt hơn á là nó có kháng viêm kháng khuẩn, giúp cho mình á không có bị những cái tình trạng như là bị viêm nhiễm ngứa ngáy khó chịu luôn ha. Và nhớ xài đi thì chồng em nó không kiếm cớ đi tăng ca nữa đâu. Thật hả chị? Ừ. Cảm ơn chị nha. Thôi chị về nha. Dạ, bye bye chị. Ủa anh đi đâu vậy? À, công ty của anh có việc, anh lên giải quyết. Vậy mà em tưởng là anh ở nhà đã sinh nhật với em chứ. Ủa mùi gì thơm quá vậy ta? Nó phát ra từ em hả? Ừ. Sao kỳ vậy ta? Chuyện qua còn hôi mà. Thôi anh ơi đi làm đi chứ đợi sếp la á. Ờ thôi anh suy nghĩ lại rồi. Bữa nay sinh nhật của em á, ổng la kệ ổng. Vô phòng đi, anh tặng quà cho em. Đi.